Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây Học Hỏi và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ cái clip về nền móng cọc, nền móng đài nha cô chú anh chị và các bạn. Thì thường thường móng đài thì cũng có nhiều chỗ kêu bằng móng gọ. Thì hôm nay mình đã chia sẻ về cái kết cấu của cốt thép bê tông dùng cho cái móng đài như thế nào nha. Thì ở đây thì mình biết như thế nào thì mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn đều biết, còn những anh em mà bên phần xây dựng thì có kiến thức hay hơn nữa thì bình luận bên dưới để cho mình biết, mình học hỏi theo kinh nghiệm thêm nha. Thì ở đây là mình sử dụng là như cái nền này mình đã có quay cái clip vừa trước rồi đó, thì mình để một lớp hồ bê tông ở dưới phần chân của chân cọc trước khi để mình cắt đầu cọc, để đục đầu cọc ra vô dĩ sắt như thế này đó. Thì mình bề ngang ở nhà này là 4m3, chiều dài từ đầu này tới đầu kia là 19m5 nha. Thì đây mình đi là sắt phi này, là sắt đà này là phi 18. Phi 18 mình đổ đà này là 30 nhân 60, chiều ngang là 30, chiều cao là lên 60 nha. Cái móng đài này, cái gọ này thì bề ngang là 80, còn chiều dài là 1m4 nha. Chiều đây từ đây là đó là 1m4. Thì mình đang cái dĩ sắt này là ô 15 vuông, 15 mỗi một lỗ bề ngang là 15 nè, dùng 15 vuông. Thì phi 12 trình dí như nhau nha. Còn ở đây là phi 18, mình đi đà là phi 18 ở trên 4 cây, ở dưới 4 cây. Sắt cột này thì phi 16 là đi 6 cây đó. Thì tổng chiều dài như vậy. Thì mình có nói một đoạn ở giữa ngang cô chú anh chị và các bạn. Thì cái móng cọc này mình đã đệm một lớp bê tông và đục, mình cắt cái trên mặt á, là từ dưới chỗ lớp bê tông mình đổ lúc trước đó, là lên một tấc hoặc là 7 phân hay một tấc nha. Thì theo mình cái móng để mình làm, thì những cái đầu lú lên đó từ tối đa nhất là phải 30, đầu cọc là phải độ cao của cái cây sắt này mình đã đục xuống á, ít nhất là phải 30 trở lên nha cô chú anh chị các bạn. Thì cái này mình cũng kêu là móng là cọc là tâm luôn nha. Thì nó không có nằm ở trên cái đà, cũng không nằm cái cột luôn. Đây cô chú anh chị các bạn xem kỹ nha. Đó, cột mình ở đây. Thì cái móng này là móng đài là tâm. Đó, thì chủ nhà đã thiết kế bản vẽ lên đó là một trệt một lầu. Đó, một trệt một lầu là hai lầu vẫn được. Tại vì mình đi là 4 cây sắt 18 trên 4 cây dưới 4 cây, và sắt cặp hông là phi 14. Chúng ta mình phi 18 cũng được, nhưng mà mình đi phi 14 cũng vừa nha cô chú anh chị các bạn. Thì làm vậy cho nó vừa, chứ để thôi nó quá lố thì nó hơi tốn kém của chi phí của chủ nhà nha. Nhưng mà cái này là nó quá dư lực rồi. Thì đây, ở đây như vậy luôn. Này là móng là tâm luôn nè. Mỗi đầu cọc là tâm hết. Bên đó đang chuẩn bị xe gạch để xây bó cái dòng thành lại đựng mình đổ bê tông ở trong á. Thì mỗi một căn như vậy thì nó chiều dài đây là 5m4. Khoảng này là 3m5. Rồi, tới cho cái cây cầu thang. Thì cầu thang cho hai cái móng này nó gần quá nên mình đã đi luôn một cái gọi dài luôn. Một cái gọi dài luôn là chị nhà ngang đó là 2m3 tim, là mình trừ hao hai bên luôn, là nó tổng là 2m5 gần 2m5 nha chứ anh chị các bạn. Bên đó cũng vậy luôn. Ở sau này do trời mưa nên cát rồi nó tuột xuống, mình đặt máy bơm này, khu vực này xây rồi. Xe rồi. Mình sẽ hông này 30. Trong vòng bên đây luôn. Trời cũng đang mưa luôn nha cô chú ơi.
thì đang đã bố trí là độ hở hông này khoảng chừng 2 phân nha cô chú anh chị và các bạn. 2 phân có chỗ khoảng 3 phân. Đó. Đây. Nó đang sắt nhíu luôn nè. Cái cột mình bẻ ăn lờ luôn nha. Đây, mấy cái đầu cua đê mình bẻ hết, toàn bộ bẻ hết đầu cua đê nha. Bên đây nữa luôn. Ở đây thì mình bố trí cột á, thì mình dùng 3 cây thanh cột 12 7 16. Đó. Thì những cái cột này sắt cột này sắt chào này là mình đi phi 16 bẻ ăn lờ dưới chân hết. Ở đây 3 cây, một chiếc 3 cây. Đó. Thì ở trên này mình cũng làm sô le luôn nha, đừng nữa nối cột vô cho nó bảo đảm của chú anh chị nha các bạn. Thì hiện tại là mình đang quay lại cho cô chú anh chị và các bạn tham khảo nha. Rồi chừng nào mình xây hết mấy cái này xong mình sẽ quay lại chia sẻ tiếp nữa cô chú anh chị và các bạn xem. Thì phần này mình cũng quên, thì cũng có nhiều bạn ý kiến là cái lớp dĩ này nè là làm như thế nào cho nó đúng theo cái chịu lực của móng cọc đài á. Thì mình thường thường thì mình thấy cũng đa số nhiều anh em làm cũng nhiều kiểu khác nhau. Một số là đi cái này, ở trên này thì nó phủ chùm cái cây sắt ngang này. Sắt ngang này nằm trên này luôn. Nói chung là ở trên là mình chụp xuống luôn ha. Còn ở đây là mình không có trên chụp xuống, mình đi ở trong luôn. Đi theo cái sắt đà luôn nè cô chú anh chị các bạn xem kỹ nha. Thì ở đây mình sẽ luồn vô trong này, cũng vẫn bẻ đầu của đê xuống dưới luôn. Những thanh đó buộc vô cái cạnh cạnh của sắt hông của cái đà luôn. Đó. Đó. Còn cái lớp trên là lớp dày, lớp dưới lớp ngang. Tại vì mình nghĩ thường là cái lớp ngang ở dưới là cái lớp chịu lực. Sắt chịu lực trên khi nén xuống thì cái dưới ngang là chịu lực, còn cái sắt dày là nó chỉ nó cũng chịu một phần. Thứ hai nữa là cấu tạo để cho nó theo một cái lớp á. Như những anh em nói là sắt cấu tạo thôi. Thì mình cũng nói chung thì mình cũng biết nhiêu thì mình chia sẻ cho cả nhà biết nhiêu thôi, chứ mình thật sự thì cũng không có là bên kỹ sư hay là kiến trúc hay là kỹ thuật gì hết, nhưng mà mình làm thì theo cái bản năng học hỏi cũng từ các anh em, thấy cái nào hay thì mình làm theo nha. Thì ở đây thì sắt 12 là mình đã bó cái gọ lên, cũng thanh dứt định trên 4 cây là 5 tấc, là mình đi cũng 4 cây sắt ngang sắt xuôi. Sắt chui thì mình thấy cũng nhiều anh em làm là ít có buộc cái sắt xuôi này lắm cả nhà, cô chú anh chị các bạn. Thì ở đây mình làm hết luôn nha, như cúc đằng đẵng mình cũng làm hết luôn đó. Thì mỗi một lỗ ô vuông vậy là 15 phân. Ở trong cột ga đây, ở chỗ đoạn đà này thì mình cũng thấy nhiều anh em là làm thì mình không phải là mình hay là dạy gì hết nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình đã chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem để biết thêm cái bằng kết cấu cốt thép nha. Thì cái cốt thép thì từ trong cây cột này, từ cột này thì là nó cái chịu cái lực gánh ở trong đầu đà này, nó chịu lực gánh cái cột này. Thì cái cột này nó nhờ cái ở trên đè xuống thì nó nhờ cái móng cây cọc ở dưới. Thì mình sẽ dùng tay dê trong này buộc qua cách phần này là khoảng từ 7 phân. Đó, 7 phân. Là 7 phân là nó đều ra khoảng chừng 6 tấc nha cô chú anh chị, 6 tới 7 tấc. Là mình buộc dày
Còn từ cái khoảng ngoài kia mình sẽ đi thưa ra là 10, 12 hoặc là 15 phân. Đó, thì sẽ cho phép là 12, 15 phân. Tùy theo cái đà lớn đà nhỏ. Thì ở đây mình đã buộc ra từ đây ra đây khoảng 6 tấc là một khoảng dày nè, là 7 phân, 7 phân đều. Còn ở đây thì ra đây là 1 tấc rưỡi. Nha cô chú anh chị. Tấc rưỡi. Thì nói chung là gần cái đầu đà đầu sắt này á, thì mình buộc tay dây dày thì nó sẽ cố định cứng cáp hơn nha. À, nó sẽ chịu lực được cái lực gánh của từ cây cột nén ở trên những cái tấm sàn trên nó mình đè xuống dưới á. À, những bức tường cũng vậy. Đây. Để mình quay lại cho cô chú anh chị và bạn xem nè. Đây cũng nè. Từ trong cây cột đó ra. Đó, mình sẽ buộc dày. Ra đây là mình buộc thưa nè. Ở đây đà ngang đà xuôi gì cũng như vậy hết trơn nha. Thì nó mới đảm bảo được cây đà mình mới chất lượng được nha cô chú anh chị các bạn. Rồi thì mình cũng một lát nữa là xây xong những cái đó rồi mình sẽ quay lại chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem tiếp nha. Thì đây là mình đã xây lên là 60 luôn nha. Thì 60 đây để tấn thay tấn dáng là mình xây bó gạch chấp vòng ở cái móng đài này. Thì đây từ đây vòng hết chân luôn nha cô chú anh chị nha các bạn. Còn khúc đằng sau đó thì máy nèm nặng xây đằng sau. Thì lọt lòng cái đường gạch xây trong là 30 luôn nha. Đây còn khúc đó nữa với dòng đây nữa là xong cái móng ngăn nè. Cô chú anh chị và bạn chờ đổ bê tông. Như mấy cái khoảng trống này là mình xây xong là mình vô cát lóc cái chân này lại nha cô chú anh chị, để cho nó chịu gạch lại nha, để khi mình đổ bê tông là nó lộ nén ở trong cái đà này nè, nó rắn ra nó sẽ lật cái hàng gạch mình. Nên mình xây xong mình sẽ đưa cát lắp vô những khoảng trống nha. Thì clip mình đến đây là cũng kết thúc nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi mình hẹn lại cô chú anh chị và các bạn những clip tiếp theo nha. Rồi chia sẻ cho mình chế và xây dựng nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi, bye bye.